Hello, chào anh chị em nhé. Mình là Ngọc Automation. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái hệ thống, đó chính là cái hệ thống xử lý nước thải như các bạn đã thấy ở trên màn hình ở đây. Thì hệ thống xử lý nước thải này thì bao gồm các cái khâu như thế này. Thứ nhất là bể thu gom. Bể thu gom, mục đích của bể thu gom đó chính là thu gom rác thải từ các cái nguồn như là các cái nguồn bên ngoài vào cái hệ thống này. Và cái bể thu gom thì có hai cái bơm. Sau bể thu gom thì chúng ta có bể điều hòa. Bể điều hòa thì chúng ta cũng sẽ có hai bơm và một cái khuấy như thế này. Ngoài ra thì còn có thêm các cái loại hóa chất để mà xử lý như là PAC và polymer. Tiếp theo là bể hiếu khí. Bể hiếu khí thì gồm hai cái khuấy chìm như thế này. Tiếp theo là bể lắng. Bể lắng thì bao gồm là một cái thiết bị, đó chính là gạt bùn và hai cái bơm bùn. Hai cái bơm bùn này thì bơm bùn qua bể chứa bùn. Ngoài ra thì còn có bể khử trùng. Bể khử trùng là cái khâu cuối cùng của cái hệ thống này. Và cái bể khử trùng này thì bao gồm hai cái loại hóa chất được thêm vào ở đây, đó chính là NaOH và H2SO4. Thì khi mà bùn được bơm vào bể chứa bùn thì cái nước trên cái bể chứa bùn này thì sẽ được bơm trở lại cái bể thu gom để mà xử lý lại. Ngoài ra thì ở bể chứa bùn còn có là máy ép bùn. Máy ép bùn này có chức năng là để làm gì nhỉ? Để mà ép các cái bùn sau khi đã thu gom được lại rồi. Bên cạnh đó thì các cái máy thổi khí, mục đích là để mà sục khí ở các bể như là bể điều hòa, bể hiếu khí và bể chứa bùn. Tức là ba cái bể này thì cần phải sục khí, cho nên là chúng ta sử dụng hai cái máy thổi khí như thế này. Rồi, và cái hệ thống này thì làm việc trên PAC S7-1200 và WinCC. Ở đây chúng ta có WinCC như thế này, chúng ta open WinCC lên. Và chúng ta sẽ thiết kế như thế này luôn. Trước hết là chúng ta phải thiết kế cái WinCC ở trên cái... thiết kế cái SCADA ở trên WinCC đã. Chúng ta sẽ tạo một cái folder, đó chính là Programming. Đấy, WinCC chúng ta sẽ tạo file mới New Project và Signal Project. Chúng ta sẽ tạo là xử lý nước thải WinCC và PLC S71200. Đấy. Chúng ta sẽ chọn đường lưu cho nó. Và sau đó chúng ta tạo cái project mới thôi. Cái tạo project mới thì tương đối là đơn giản trên WinCC rồi, đúng không nào? Sau khi mà tạo được cái project mới rồi, chúng ta sẽ vào Graphics này và tạo một cái New Picture. Và đây mình sẽ đặt tên cho nó là Main Screen, tức là cái màn hình chính đấy. Chúng ta sẽ mở cái Main Screen lên để thiết kế cho nó nhé. Rồi cái giao diện của cái hệ thống là như thế này. Ban đầu kích thước là như thế nào chúng ta tự đặt cho nó bằng cách các bạn vào đây này. Các bạn thấy ở đây là 1280, ở đây mình sẽ chỉ lấy là 900 thôi. Nó tương đối là nhỏ. Và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ như cái PowerPoint này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái bể gọi là bể thu gom đấy. Để mà vẽ cái bể này thì chúng ta sẽ dùng cái hình chữ nhật này thì chẳng hạn. Và chúng ta chọn chuột phải, Property và Effects, No. Color. Color thì cái border color thì chúng ta cho nó không màu đi. Và cái màu này chúng ta màu đen một tí nhé. Cái này thì hơi đen, đúng không? Cái này đi. Và chúng ta cho cái màu nền này cho nó sáng lên một tí cũng được. Chúng ta chọn Effects là No thì nó mới đổi màu được nhé. Ok, cho màu nền như thế này các bạn nhé. Rồi sau khi mà tạo được cái khung như thế này rồi ấy, thì chúng ta sẽ group nó lại bằng cách là bôi đen tất cả, sau đó là chọn Group. Đấy, chúng ta sẽ có cái bể như thế này. Ở đây chính là cái bể thu gom. Và bể thu gom này thì chúng ta sẽ chỉnh lại một tí. cho cái gì nhỉ, cho nó một cái màu nền. Màu nền là màu của nước ấy các bạn. Chúng ta sẽ chọn effect, chọn nâu color thế này. Và màu nước thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu này đi nhá. Và cho nó là 50% chẳng hạn. Đấy thì nó tương đối là giống màu nước rồi, các bạn thấy chưa? Nhưng mà cho nó nằm dưới thì bằng cách là chúng ta cắt cái này đi và paste lại. Ctrl X và Ctrl Z lại nhá. À Ctrl C lại nhá. Chúng ta có một cái bệ như thế này rồi. Đây gọi là cái bệ gì nhỉ? Bệ thu gom đúng không nào? Chúng ta sẽ đặt tên cho nó bằng cách là sử dụng cái text static text này. Đây chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì? Chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó màu nền bằng 0 đi bằng cách là global shadow color, cái này chọn no này. Sau đó color border là chọn no luôn này. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái text như thế này rồi. Chúng ta cho cái chữ nó nằm ở giữa đi bằng cách là vào font, chọn là X alignment là central. Đấy. Bề thu gom chúng ta cho cái chữ nó đậm đi nhá. Bằng cách là font, chọn bold là chọn yes. Chúng ta coi cho kích thước chữ nó lớn hơn một tí bằng cách là chọn là 14 chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã có cái text như thế này rồi. Thì bên cạnh bể thu gom thì chúng ta có bể gì nhỉ? Chúng ta sẽ có là bể điều hòa đúng không? Bể điều hòa là ở đây. Chúng ta cứ tạo bể trước đi nào nhé. Chúng ta cứ copy vậy thôi. Rồi kéo nó ra, cho nó rộng thêm thôi. Bể điều hòa thì có một cái khoang ở giữa, mục đích là để tạo cái khuấy như thế này. Cái mục đích là tạo khuấy để mà cho cái nước vào, cho nó điều hòa nước thôi mà. Cái này là nó nằm bên dưới nước cho nên là như thế này các bạn nhé. Chúng ta cắt rồi paste lại. Trước hết thì chúng ta group cái khuôn bên ngoài đã. Group lại đã. Ok chưa? Cái này cũng group lại. Hai cái group là khác nhau nhé. Sau đó chúng ta cho cái nước này vào. Như vậy là nó đẹp rồi đúng không nhỉ? Đây là gì? Bệ điều hòa. Ngoài ra thì còn có bệ gì nhỉ? Bể hiếu khí. Bể hiếu khí thì nó chỉ là một cái bể bình thường thôi. Chúng ta cứ copy bể điều hòa qua đây. Bởi vì cái khoảng cách này nó tương đối là chật hẹp cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái bên dưới. Tức là cho nó nằm bên dưới đi nhé. Cho cái bể lắng nằm bên dưới. Ngoài ra thì còn có là bể chứa bùn nữa. Bể chứa bùn thì chúng ta cho nó nằm ở đâu nhỉ? Bể chứa bùn là nó từ bể lắng qua bể chứa bùn cho nên là chúng ta sẽ cho bể chứa bùn nằm ở bên dưới đi. Bể chứa bùn nằm ở đây đi. Mà cái màu bùn thì chúng ta biết là nó màu vàng nâu cho nên là chúng ta đổi thành màu này này. Chúng ta kéo cái này cho là 50%. Thì nó sẽ màu vàng nâu là bể chứa bùn như thế này. Ngoài ra thì còn có là hóa chất ở cái bể gì nhỉ? Bể điều hòa và bể khử trùng nữa. Cho nên là chúng ta sẽ kéo cái toàn bộ nó xuống một tí. Chúng ta sẽ kéo các cái bể này qua phía bên này một tí nhá. Mục đích là để cái máy thổi khí ở đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái gì? Vẽ cái bể hóa chất. Bể hóa chất thì chúng ta cũng vẽ tương tự như trong cái gì nhỉ? Như trong cái file này. Hoặc là chúng ta lấy trực tiếp bằng cách là view này, thu bồn này, symbol library. Và chúng ta chọn hiển thị bằng cái extra laser icon này. Rồi rất chi là nhiều cái thiết bị ở đây, cái bể ở đây. Chúng ta sẽ chọn một cái thôi. Ví dụ như các bạn thích cái nào thì chọn cái đó thôi. Cũng không khó mà. Chúng ta chọn tanh 8 này chẳng hạn. Đây là bình gì nhỉ? Các bạn kích đúp chuột vào này, kích đúp chuột vào đây. Sau đó chọn style là có thể adjust, tức là có thể điều chỉnh kích thước được. Đấy. Đây. Không cần lớn lắm đâu. Chỉ cần nhỏ như vậy thôi. Mục đích là cho thêm một cái bơm vào nữa. Các bạn thấy ở đây là có hai cái bơm mà. Có hai cái bơm cho nên là mình nghĩ là đừng có lấy cái đây, đừng có lấy cái này mà thay đổi bằng cái khác đi. Thay đổi bằng cái này chẳng hạn. Đấy, cho bằng dùng cái này nhé. Rồi, chúng ta sẽ copy cái này và dùng hai cái bơm. Bơm là các bạn chọn pump này, P là pump, pump là đây. Thì các bạn lấy cái bơm nào cũng được mà. Chúng ta chọn cái bơm này đi nhé. Kích thước cái bơm thì cũng không cần lớn lắm các bạn nhé. Tốt nhất là kéo cái này xuống một tí để cho kích thước cái bơm nó to một tí. Đấy. Hai cái bơm hóa chất. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm như thế này thôi. Vẽ một cái đường như thế này. Bằng cách là chọn polyline này. Sau đó chọn cái này này. Như thế này. Đấy. Tiếp theo là cho một cái đường thẳng đi xuống cái bệ nhé. Và cái đường thẳng này chúng ta chọn property. Chọn cái gì nhỉ? Style. End style này. Line end này. Thì chúng ta chọn cái mũi tên các bạn nhé. Đấy, và cho cái kích thước nó lớn hơn bằng cách là gì nhỉ? Ở chỗ style là line width. Các bạn chọn là 2 đi. 2 cho nó lớn một tí nhé. Cái này cũng line width là 2 đi. Và chúng ta kéo cái bơm ra đây. Thì như vậy chúng ta đã có một cái bơm hóa chất như thế này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ paste cho nó theo chiều ngược lại đi các bạn nhé. Bằng cách là chọn gì nhỉ? Chọn flip vertical thì phải. Đấy, flip vertical là ra hai cái bơm này. Đây là hai cái bơm hóa chất đấu ngược lại với nhau. Và các bạn nhớ một điều là cái symbol này, style là các bạn chọn là shader nhé. Chắc chắn một cái là shader chứ không nó không đổi màu được khi nó chạy. Và mình cho nó màu nâu đi, đừng có cho nó màu xanh. Màu này này. Ok, thì chúng ta đã đặt tên cho nó. Bể này là cái bồn chứa này là bồn chứa gì nhỉ? Bồn chứa PAC đúng không? PAC. Vậy thì cũng tương tự như cái PAC thì polymer cũng vậy, chúng ta sẽ copy cái này. Cho cái này dịch sang một tí bằng cách cho lên đây một tí nhé. Điều chỉnh thì các bạn tự động điều chỉnh được. Hơi chật chội nhỉ. Tại vì cái bơm nó hơi lớn, mình nghĩ là thay đổi cái bơm đi. Chúng ta dùng cái bơm khác đi nhé. Cái bơm này được không nhỉ? À, mình nghĩ bơm này là được đấy. Làm sao cho kích thước nó nhỏ lại nha các bạn nhé, chứ đừng để nó lớn quá, nó làm chiếm hết không gian. Chúng ta cũng dùng như vậy. Đấy, ở đây chúng ta đã có hai cái, đây là polymer. Mục đích là để cái trung hòa cái gọi là cái nước ở trong cái bể điều hòa này. Và khi các bạn thấy như thế này rồi thì chúng ta sẽ thêm hai cái bơm như thế này, bơm 1 và bơm 2 ở đây. Cái này thì chúng ta chỉ cần vẽ hình tròn thôi, như thế này các bạn này, chuột phải effect chọn no color là như vậy. Ok, và chúng ta sẽ chọn polygon này để mà vẽ cái hình tam giác. Đấy, tương đối là đẹp rồi đúng không nhỉ? Đấy, cái bơm nó như vậy. Chúng ta sẽ group nó lại. Cái bơm hơi lớn không? Chúng ta chỉnh nó lại một tí. Mình thấy là hơi lớn rồi đấy. Chỉnh nhỏ lại như thế này thôi. Đấy, chúng ta có một cái bơm như thế này rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái gì nhỉ? Cái đường nó chạy như thế này. Thì cũng đơn giản thôi, các bạn dùng cái polymer này, polis này đấy, cho qua đây. Và chúng ta cũng chỉnh line width nó thành 2 nha các bạn nhé. Và line n là dấu mũi tên. Tương tự cho bơm 2 thôi. Bơm 2 chúng ta chỉ cần copy như thế này. Sau đó dùng một cái đường thẳng đưa lên đây. Và line width là 2. Điều hòa P1, P2 đúng không nhỉ? Đây là DH P1. Đây là DH P2. Tất nhiên là cái bên cái gì nhỉ? Bên thu gom cũng phải có hai cái bơm như thế này. Chúng ta sẽ copy hai cái bơm này qua thu gom luôn. Và nó bơm từ bơm thu gom qua điều hòa đúng không nhỉ? Đấy, nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đây là TG thu gom đấy. TG P1. Tất nhiên là đây là P2 rồi. Bể điều hòa và bể thu gom chúng ta đã làm xong chưa nhỉ? Chúng ta thiếu một cái, đó chính là cái gì nhỉ? Cái cảm biến mức. Ở cái đường thẳng này, ở cái line n này, chúng ta sẽ chọn cái hình tròn này. Ok, và chọn width cũng là 2 đi các bạn. Sau đó ở trên này chúng ta vẽ một cái cycle là thành cái cảm biến mức thôi, đúng không nhỉ? Và tất nhiên là nó sẽ có hai mức, mức thấp và mức cao. Khi nào mà 22 thì nó bơm và lâu lâu thì nó dừng thôi, đúng không? Nó làm việc theo nguyên lý on off mà. Tương tự bể điều hòa nó cũng sẽ có cái cảm biến mức như vậy. Chúng ta sẽ copy hai cái này qua. Và ta thấy ở đây là bể điều hòa thì tương đối là chật chội. Chúng ta sẽ chỉnh cho nó lớn một tí các bạn nhé. Chỉnh cho nó lớn một tí cho nó gọi là rộng rãi, thoải mái đúng không nhỉ? Cái gì cũng vậy. Càng lớn thì càng tốt mà. Nhưng mà một số cái mọi người đừng có nghĩ lung tung nhá. Càng rộng rãi, ví dụ như cái nhà của mình càng rộng rãi thì càng tốt chứ sao, đúng không nào? Ý mình là nói cái ấy thôi, còn không thì chúng ta cứ thiết kế bình thường. Bên mình cũng nhận lập trình các cái công trình tự động hóa đấy, cho nên là bên nào cần thiết kế hay lập trình hay là các cái công trình về điện đấy thì có thể liên hệ Ngọc Automation nhé. Tại vì mình có công ty mà. Công ty của mình là ATX Central. ATX Central nhé các bạn nhé. Và ở đây chúng ta có một cái gì nhỉ? Chúng ta có một cái khuấy này. Cái khuấy thì chúng ta cũng vào đây lấy, chúng ta copy cái đây. Chỉnh cái này nó dài một tí các bạn. Cái khuấy thì... khuấy là cái gì? Stealing đâu nhỉ? Cái khuấy thì mình lấy ra một cái motor trước đó, lấy đại một cái motor cái này đi nhá. Sau đó chúng ta sẽ quay con này 90 độ, quay 90 độ, đúng rồi, chuẩn rồi. Mục đích khuấy là để cho nó trong cái bệ này nó được các cái thành phần nó được trộn lẫn thôi. Chúng ta sẽ tìm một cái cánh khuấy ở cái mục nào thì mình cũng quên rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tìm từ từ nhé, cứ học từ từ thôi rồi các bạn sẽ có được. Cái gì cũng vậy mà, chúng ta chỉ cần có kiến thức cơ sở và nghiên cứu sâu một tí, có thể lên mạng tìm kiếm. Đây chúng ta sẽ có một cái cánh khuấy như thế này và chúng ta cho nó là 0 độ thì nó mới thẳng đứng được các bạn ạ. Mình cũng hay training cho nên là có thể các bạn gọi là thầy cũng được rồi, đúng không? Hay training cho anh chị điện tự động hóa. Rồi chúng ta sẽ đặt ở đây tên nó là điều hòa khuấy 1 DH K1 đi nhé. Ở đây là DH này các bạn này. Ok, và các cái thành phần, các cái thiết bị của cái bệ điều hòa chúng ta đã làm xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ có cái máy khuấy chìm của cái bể hiếu khí. Chúng ta sẽ có 2 cái máy khuấy chìm. Vậy thì 2 cái máy khuấy chìm chúng ta cũng copy cái bơm này này qua đây và thay đổi nó một tí thành cái máy khuấy. Thì các bạn chọn đại một cái thiết bị nào đó thôi, ví dụ như cái này chẳng hạn. Chúng ta cho nó quay 90 độ. Chúng ta đặt ở bên dưới tại vì nó là máy khuấy chìm mà, đúng không? Chúng ta cũng copy cho bên cạnh và thay đổi bằng cách là chọn style này, chọn flip. Rồi, chúng ta chọn flip là bow, tức là cả hai, và quay là 90 độ. Thì 2 cái khuấy này nó sẽ giống nhau. Rồi chúng ta sẽ đặt tên cho nó là DHK1 và DHK2. HK hiếu khí K1 và HKK2. Rồi hiếu khí thì chúng ta đã tạo xong cái bệ như thế này. Và chúng ta sẽ làm gì? Sẽ vẽ ở đây một cái đường dẫn nước qua. Tại vì nó là nước chảy tràn mà. Cứ vẽ như vậy đi. Có sự liên kết giữa hai cái là được. Rồi sau cái bể yếu khí thì chúng ta có bể lắng này. Bể lắng thì chúng ta đặt ở đâu? Chúng ta đặt ở bên dưới này à? Bên dưới này, ok. Mình nghĩ là dịch cái bể chứa bùn lại đây một tí, sau đó là cho cái bể khử trùng xuống một tí, mục đích là để cái bể hóa chất. Các bạn thấy chưa nhỉ? À, cái bể lắng thì chúng ta có gạt bùn các bạn. Gạt bùn thì chúng ta dùng cái này nhé. Chúng ta cũng copy cái này. Đây đi. Xóa cái này đi. Chúng ta chỉ sử dụng cái này thôi nhé. Cái này như là cái gạt bùn luôn. Thì tùy các bạn thôi. Các bạn muốn chỉnh lại cho nó đẹp thì cứ tùy các bạn. À, chúng ta đặt tên cho nó là gì? BL là bể lắng, GB1 tức là gạt bùn 1 đó. Sau bể lắng chúng ta có gạt bùn thì tiếp theo là chúng ta đến bể khử trùng. Bể khử trùng thì nó chỉ là có hai cái bồn hóa chất NaOH và H2SO4 thôi. Và chúng ta chỉ cần copy cái này, nó tương tự như cái bể điều hòa mà. Thì sau cái bể khử trùng ấy, thì bể lắng nó sẽ cho cái nước qua bể khử trùng, cho nên là chúng ta vẽ một cái mũi tên như thế này. Sau khi mà từ cái bể khử trùng ấy, bể lắng thì nó sẽ có hai cái bơm, các bạn thấy chưa? Hai cái bơm này, hai cái bơm bùn đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bơm này, copy cái này. Chúng ta sử dụng cái bơm nào nhỉ? Bơm bùn thì sử dụng cái nào cho hợp lý? À, cái này đi. Chúng ta cho nó quay lại, nó không... Đấy, như thế này. Bơm bùn thì nó đi đâu nhỉ? Nó về bể chứa bùn, các bạn thấy chưa? Bơm bùn này, nó về bể chứa bùn và nó quay lại bể hiếu khí. Thì chúng ta sẽ vẽ như thế này thôi. Cũng là polyethylene này, poly này. Vậy thì chúng ta sẽ thay đổi cái màu sắc. Ví dụ như đường nước thì nó là màu này, thì đường bùn thì chúng ta sẽ cho nó màu vàng đi, tại vì nó bùn là vàng mà. Đấy, chúng ta sẽ thay đổi màu bằng cách chọn Effects, sau đó chọn Color là màu này, màu bùn nhé. Và đây sẽ có một cái máy ép bùn nữa các bạn ạ. Ở đây có một cái máy ép bùn này. Máy ép bùn các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ đặt cái máy ép bùn ở đâu? À, ngoài ra thì nó còn có một cái bơm hồi lưu ấy. Cái bơm về bể thu gom thì chúng ta cũng sử dụng cái này. Rồi chúng ta đã tạo được cơ bản về sơ. Ngoài ra thì còn có là cái máy thổi khí các bạn thấy ở đây. Máy thổi khí thì chúng ta cũng copy một cái này. Sau đó sử dụng làm sao cho nó giống cái máy thổi khí một tí là được. À đây, mình hay dùng cái này. Ngoài ra thì còn cho nó một cái ống này nữa. Ống này thì cho nó nằm dọc đi bằng cách là xoay 90 độ. Ok. Như thế này thì nó tương đối là giống máy thổi khí ngoài đời thực rồi đúng không nào? Tất nhiên là chúng ta sẽ có hai cái máy thổi khí. Thì chúng ta sẽ vẽ hình tròn này các bạn này. Rồi chúng ta sẽ group cái này lại các bạn nhé. Chúng ta group nó lại. Và chúng ta thử cho nó vào một cái bể nào đó chẳng hạn. Ví dụ như là cái bể điều hòa đi. Copy cho các cái bể như là bể gì nhỉ? Bể hiếu khí. Sau khi mà đã tạo xong thì chúng ta sẽ vẽ cái đường khí cho cái hai cái máy thổi khí này. Chúng ta cho cái màu của cái đường khí là màu đỏ nha. Và cái nét của nó thì nó mạnh hơn các cái đường khác một tí. Rồi chúng ta đã, nói chung là đã sơ hoàn thành xong cái giao diện như thế này, các bạn thấy chưa? Tương đối là lâu một tí nha, nhưng mà nó ý nghĩa tại vì các bạn đã học được cái cách vẽ là như thế nào. Và tất nhiên là ở đây sẽ có đầu ra sẽ đạt tiêu chuẩn gì nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ thử mô phỏng xem các bạn nhé. Thử run time lên xem cái SCADA nó có nhìn có ok hay không. Thì cái hệ thống xử lý nước thải, đây là một cái hệ thống xử lý nước thải cơ bản cho một các cái nhà máy sử dụng nước thải, là các cái hệ thống sử dụng nước thải với cái lưu lượng tương đối là trung bình và nhỏ. Đấy, thì quy trình nó sẽ xử lý như vậy. Và cách lập trình, cách vận hành, cách cái lập trình PLC và cách gán tác như thế nào thì chúng ta sẽ thực hiện ở cái video tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây trước đã nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thiết kế lập trình PLC S7-1200. Thì ở đây mình đã thống kê các cái đầu vào, đầu ra vào một cái file Excel như thế này. Ở đây là input, tức là các cái đầu vào. Thì input thì bao gồm mỗi thiết bị sẽ có một cái nút, một cái switch run và một cái cảm biến nhiệt, tức là báo lối nó bị trip hay là không, bị nhạy hay là không đấy. Run tức là run trên HMI. Và một cái nút tổng là nút start, tức là chạy hệ thống đấy. Thì các bạn thấy ở đây là mỗi thiết bị, ví dụ như bơm, hố gom ấy. Hố gom là cái này này. Cái này thì có hai cái bơm P1 và P2, thì chúng ta sẽ qua đây là thấy là P1 chạy và P1 lối, P2 chạy và P2 lối. Và ngoài ra thì hố gom còn có phao. Đấy, hố gom còn có phao này. Và điều hòa thì cũng vậy, DH là điều hòa. Điều hòa thì cũng có hai bơm, bơm 1 và bơm 2, nó sẽ có hai bit đầu vào từ PLC. Đó chính là chạy và lối. Tương tự cho các cái thiết bị khác như là máy thổi khí 1, máy thổi khí 2, rồi khuấy chạy và dừng, khuấy là khuấy cái này này. Điều hòa PAC rồi là PO. Đấy. Các cái loại thiết bị mỗi cái đều sẽ tương tự nhau, chạy và lối. Các bạn thấy chưa nhỉ? Rồi ở đây mình đã thống kê, ví dụ như ở đây thì nó sẽ có bao nhiêu đầu vào, chúng ta sẽ sử dụng PLC 1215C ACDC relay. Thì cái bản thân PLC này nó đã có 14 đầu vào rồi, mà đầu vào nó tương đối là nhiều cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng cái module input, tức là module đầu vào. Đấy, mình sử dụng module 16 này, 16 đầu vào input này. Đấy, bao gồm sẽ có một cái module 16 vào này, 2 này và một cái module 8. Tại vì ở đây có một cái là bơm bùn, máy nén bùn đấy, chạy và lối, thì các bạn thấy ở đây là thiếu. Nếu mà sử dụng hai cái đầu vào input 16 thì chúng ta sẽ bị thiếu. Cho nên là mình sẽ thêm một cái đầu vào input nữa của PLC, một đầu vào input 8 nữa. Cho nên là cái hệ thống này bao gồm một PLC này, hai module input 16 và một module input 8. Rồi sau khi mà có cái đầu vào rồi, thống kê đầu vào rồi thì chúng ta sẽ qua đầu ra. Đầu ra thì tất cả các cái thiết bị ở đây, tất cả các cái thiết bị ở trong cái hệ thống này thì sẽ có một cái đầu ra quy để mà điều khiển cái relay. Vậy thì bản thân CPU, bản thân PLC nó đã có 10 đầu ra rồi, cho nên là chúng ta sẽ phải thêm một cái đầu ra, module đầu ra nữa, module output. Các bạn thấy chưa? Module output gắn với PLC thì chúng ta sẽ có spare. Các bạn thấy spare ở đây tức là dự phòng đấy, tại vì chúng ta không dùng mà, đúng không? Ok, thì đây chính là các cái đầu ra output và input chúng ta đã có rồi. Mình sửa cái này một tí. Y đấy, y spare 1 đến spare 7, đúng không? Tức là sau này nếu các bạn hệ thống mà mở rộng ra cần thêm cảm biến hay thêm hệ thống gì thì chúng ta sẽ sử dụng cái thừa ra này này, cái đầu vào thừa ra này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu mở phần mềm và tạo cái phần cứng nhá. Ở đây mình đã mở sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái, các bạn kích vào new project và đặt tên cho project đó. Chúng ta sẽ đặt là xử lý nước thải S71200 tia V15.1, tức là V15.1 các bạn thấy chưa? Và chọn cái đường lưu cho nó ở đây. Các bạn lưu ở đâu cũng được. Đúng rồi. Mình để mặc định như vậy. Chúng ta sẽ tạo một cái project mới để mà đào cái chương trình xuống PLC S71200. Rồi sau khi mà tạo project mới thì chúng ta sẽ config device, tức là cấu hình cái phần cứng cho nó bằng cách là nhấn new device này. Và chúng ta sử dụng S71200 này, CPU 1215C AC/DC relay. Chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản cao nhất. Và các bạn thấy đây là có 14 DI, các bạn thấy chưa? Và có 10 DQ, tức là con CPU này nó có 14 DI và 10 DQ rồi. Thì chúng ta quay trở lại cái file Excel, các bạn thấy ở đây. Ở input là có 14, các bạn thấy từ 1 đến 14 rồi, đúng không? Và output là 10, từ 1 đến 10, các bạn thấy rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng con CPU này bằng cách là nhấn nút S. Rồi khi mà chúng ta có CPU rồi thì chúng ta sẽ định địa chỉ cho nó bằng cách vào property này. Rồi gì nhỉ? Vào cái mục là DI, DQ, các bạn thấy ở đây. IO address thì chúng ta sẽ mặc định là i0.0 cho đến là i1.7, các bạn thấy chưa? i1.7, i0.0 cho đến i1.7 ở đây. Và tương tự là Q0.0 cho đến là Q1.7. Chúng ta qua cái file Excel, có đúng không? Đấy, Q0.0 cho đến là Q1.1, tại vì nó có 10 đầu ra thôi. 1.2 đến 1.7 là thừa. Đấy, thì ở đây cũng là I0.0 cho đến là I1.5 thôi, tại vì nó chỉ có 14 thôi mà. Cho nên là chúng ta để mặc định là 0.0 đến 1.7, để mặc định như vậy. Sau đó chúng ta sẽ thêm cái thiết bị cho nó, hardware catalog. Đấy, chúng ta sẽ vào DI. Thì ở đây file Excel chúng ta sẽ có bao nhiêu cái DI? 1 DI 16 này, 2 DI 16 và 1 DI 8. Thì chúng ta qua đây bằng cách là nhấn vào DI 16 24V DC thì chúng ta sẽ chọn con này. 216 đúng không nào? 216, 2 DI 16 và 1 DI 8. Tất nhiên là chúng ta phải định nghĩa địa chỉ cho nó. Các bạn kích vào một cái module đầu tiên. DI 16 chúng ta vào đây, vào IO address và chúng ta start address là gì? 2, đúng không? Tại vì sao? Tại vì ở đây là module 1. Ở đây là i2.0 mà, bắt đầu bằng i2.0 và kết thúc bằng i3.7. Còn module thứ hai là i4.0. Rồi, module thứ hai là i4, cái này là 4 nhé. 4 đấy. Đấy, 4 đến 5. Rồi cái thứ ba là gì? Cái module 8 ấy. Cái module 8 thì là i6.0, đúng không nào? Module 8 này. i6.0. Có gì đó sai nhỉ? Chờ mình một tí nhé. Cái này i4.7 nha các bạn. Rồi. Thì ở đây là i6.0 này cho đến là i7, i6.7 rồi, các bạn thấy ở đây chưa? Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái module thứ ba là chúng ta sẽ bắt đầu địa chỉ từ i6.0 thì các bạn cũng vào đấy. Vào DI8 và IO address là ở đây là 6, các bạn đặt là 6. Rồi. Chúng ta đã cấu hình xong cái DI mà nhảy qua DQ thì chúng ta thấy mặc định là cái đầu ra là PLC nó có 10 cái thôi. Cái module DQ thì có một cái module DQ và nó bắt đầu từ địa chỉ là Q2.0, các bạn thấy chưa? Thì chúng ta sẽ thêm một cái DQ thôi bằng cách vào đây, vào DQ16 đúng không nào? Chúng ta sẽ thêm kéo vào đây và cái địa chỉ cho nó, đặt địa chỉ cho nó là đây là gì? Là Q2.0 đúng không? Đây chúng ta sẽ đặt ở đây là 2, tại vì cái .0 là nó đằng sau rồi. Rồi chúng ta đã cấu hình xong cái phần cứng cho PLC. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thêm tag cho PLC bằng cách là vào đây, Add New Tag Table. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là Input bằng cách là copy thôi, copy paste. Các bạn copy cái này, Input này. Mình để chữ Y đằng trước để phân biệt đó chính là Input, và để chữ Q đằng sau, đằng trước để phân biệt là Output. Chúng ta copy paste. Đấy. Và nó tự động này, các bạn thấy chưa? Nó tự động nhảy như thế này. Thì chúng ta sẽ sửa lại một tí bằng cách qua đây, cũng copy cái địa chỉ này, copy và dán qua đây. Chúng ta chọn OK thì nó tự động dán. Thì bây giờ nó tương tự như nó kết thúc bằng Y6.7, các bạn thấy chưa? Thì qua cái Excel nó cũng kết thúc bằng Y6.7. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thêm một cái table nữa, nó như Excel các bạn ạ. Đây gọi là output, output đúng không? Output thì chúng ta qua output rồi copy cái tag này thôi. Đấy, copy này và paste vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là cái Q này. Đấy, nếu mà cần comment thì chúng ta copy dán cái comment này luôn cũng được. Đấy. Đấy. Các bạn thấy chưa nhỉ? Chúng ta qua input chúng ta cũng copy cái phần comment. Comment này tức là như kiểu mà ghi chú thôi, chúng ta không quan tâm đúng không? Các bạn cũng có thể là đặt tên cho nó, ví dụ như ở đây là nút nhấn start này, nút cái này là tín hiệu chạy bơm 1 từ xa này, vân vân và vân vân. Nói chung là các bạn có thể đặt tên cho nó. Comment là nó không bắt buộc, có thể đặt cũng được, có thể không cũng được. OK. Thì bây giờ chúng ta đã tạo xong cái tag input và output rồi. Thì ngoài ra ấy, thì mình cũng có thống kê một số dữ liệu bằng cách là khối DB đấy. Thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ phân loại cái thiết bị. Ví dụ như hai bơm có phao thì hai bơm, cái bệ nào có hai bơm và có phao thì cái bệ này các bạn thấy ở đây là có hai bơm, bể thu gom có hai bơm, bể điều hòa cũng có hai bơm và bể này cũng có phao, bể này cũng có phao. Thì chúng ta sẽ phân loại được là hai bơm có phao bao gồm bể thu gom và bể điều hòa. Thì chúng ta sẽ thêm một số tag như thế này, mục đích là để thao tác, để lập trình cho nhanh trên PLC thôi, và để quản lý cho nó dễ thôi. Các bạn thấy ở đây ví dụ như set enable tức là cho phép bơm 1 trong 2 chạy, và fill tức là cái cảm biến hiện trường đấy, lối bơm 1, lối bơm 2. Rồi fill bơm 1 cho phép chạy, bơm 2 cho phép chạy. Cài đặt thời gian luân phiên, reset thời gian. Rồi set B1 auto tức là cài đặt chế độ auto menu cho bơm 1 đấy, menu bơm 1. Rồi bơm 1 menu, ở chế độ menu thì chạy, bơm 1 menu dừng. Bơm 2 cũng tương tự như vậy. Và status tức là trạng thái thực tế này, trạng thái thực tế thời gian đã chạy này, thời gian đã chạy theo phút này, thời gian đã chạy theo giây, second là giây đúng không? Status float tức là cái này là float tức là cái phao ấy các bạn, tức là trạng thái của cái phao. Nếu mà không thì nó là không tác động, mà một là nó tác động. Ngoài ra thì còn có là status là control, control là điều khiển từ xa hay điều khiển tại hiện trường. Ví dụ như cái bit này, cái bit run này, nếu mà off thì chứng tỏ là nó điều khiển từ xa. Còn cái này là status là bơm 1 là nó ở chế độ gì, ví dụ như đang chạy, đang dừng hay đang lối. Bơm 1 thời gian thực tế Thời gian thực tế chúng ta test là thực tế mà, phút. Thời gian thực tế giây. Bơm 2 cũng tương tự như vậy. Nói chung là một số các cái tác. Và các bạn thấy ở đây là fill tức là đọc từ hiện trường này, rồi set tức là cài đặt này, status tức là trạng thái thực tế. Ok. Và tiếp theo đó chính là cái phân loại theo hai bơm. Hai bơm thì bao gồm hai bơm tức là hai cái thiết bị nó vận hành theo luân phiên. Thì chúng ta sẽ có là máy thổi khí này, bơm PAC, polymer, NaOH, H2SO4. Các bạn thấy đây, máy thổi khí thì nó cũng có hai thiết bị và chạy theo thời gian luân phiên. Cái PAC bơm định lượng này cũng vậy, polymer này cũng vậy. Nói chung là các bạn thấy ở đây rồi. Máy khuấy chìm bể yếu khí. Phân loại theo dạng hai bơm thì tương đối là nhiều thiết bị. Chúng ta có bao nhiêu thiết bị? Có 6 thiết bị luôn. Còn một bơm thì chúng ta chỉ có một cái thiết bị, đó chính là gạt bùn thôi. Các bạn thấy đây, đây một bơm là chỉ có cái gạt bùn này thôi. Hai bơm chạy và nghỉ. Hai bơm chạy và nghỉ thì có bơm bùn. Hai bơm thì nó cũng luân phiên, nhưng mà ví dụ như bơm 1 bơm 5 phút thì nó nghỉ 15 phút, sau đó bơm 2 bơm 5 phút thì nó nghỉ 15 phút chẳng hạn như vậy. Thì đây chính là cái bơm bùn, tại vì bùn nó rất chi là ít cho nên là chúng ta bơm thời gian nó bơm tương đối là ít. Khác tức là nó không nằm trong hai bơm, nó điều khiển bằng tay on off thôi. Thì chúng ta có là máy ép bùn và khuấy bể điều hòa. Tức là hai cái này thì nó khác. Một bơm chạy theo phao thì có bơm bể chứa bùn, các bạn thấy. Một bơm chạy theo phao thì có bơm bể chứa bùn này. Rồi chúng ta đã phân loại được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm sao để mà đưa cái tác này vào cái PLC thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ở cái mục gì nhỉ? Data type. Đấy các bạn thấy ở data type chúng ta sẽ thêm này, data type. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì nhỉ? Ở đây là hai pump, hai bơm và phao. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là hai pump and flood. Đấy, tức là hai bơm và phao. Thì chúng ta chỉ cần copy cái này thôi, copy cái tag mà mình đã thống kê ra đây thôi. Mục đích của cách này là để chúng ta làm thao tác cho nó nhanh. Định dạng thì chúng ta cũng phải sử dụng như thế này. Bool tức là 01, integer tức là số nguyên nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta paste vào, dán vào. Đấy. Và ngoài ra thì còn có là giá trị khởi tạo nữa. Thì chúng ta cũng tùy, cái này cũng tùy. Có cũng được mà không cũng ok. Thì cứ copy vào đi. Default value tức là khởi tạo ấy. Ví dụ như ở đây thì thời gian luân phiên là chúng ta cài đặt là 45 phút này các bạn này. Đấy, ví dụ như mình đặt là 10 phút chẳng hạn. Cũng được, thì tùy các bạn đặt như thế nào thì đặt. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thêm một cái data type nữa, đó chính là hai bơm thôi. Hai bơm, các bạn thấy đây này. Hai bơm đúng không? Hai pump thì chúng ta sẽ copy cái tag này. Cũng làm tương tự như của cái hai bơm và phao nhé. Chúng ta cũng copy định dạng như thế này. Cũng copy mặc định như thế này. Rồi tiếp theo là gì? Một bơm, một pump đúng không? Một pump. Pump thì chúng ta copy cái này. Mục đích là để tạo tác cho nhanh các bạn. Một lát các bạn sẽ hiểu tại sao mình lại làm như thế này nhé. Rồi tiếp theo đó chính là hai bơm chạy nghỉ, hai pump run stop nhé. Tiếng Việt luôn đi. Chạy nghỉ. Hai bơm chạy nghỉ thì chỉ có cái bơm bùn thôi. Tại sao mình lại làm như thế này? Tại vì để cho nó thao, tại vì nhiều thiết bị có chức năng tương tự nhau ấy các bạn. Other là khác, vậy thì mình other tức là khác, nó không tuân theo quy luật nào thì chúng ta other nhé. Chúng ta cũng copy cái này. Và một bơm chạy theo phao thì chúng ta sẽ đặt tên là gì? Một pump, một pump float. Ok, thì nó thêm một cái float thôi. Float tức là phao đấy các bạn. Các bạn cũng nên trau dồi một chút tiếng Anh kỹ thuật một tí nhé. Học tự động hóa là chắc chắn là phải có tiếng Anh. Nếu không biết tiếng Anh thì rất chỉ là khó. Rồi chúng ta đã tạo xong cái PLC data type rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái DB để mà lưu các cái dữ liệu của các cái bơm này. Thì bằng cách là vào Program Block, chúng ta add new block. Sau đó là chọn Data Block. Và ở đây là mình sẽ đặt tên cái block này là DB Data nhé. DB duyệt Data. Và để cho nó mặc định tự động đi. Đấy, chúng ta đã có một cái data rồi. Thì cái data này tức là các cái dữ liệu của các cái bơm. Dữ liệu của các cái bơm này các bạn này. Đấy, dữ liệu các bơm này. Mà mình đặt lấy cái tên chung đó chính là dữ liệu của các cái bể. Ví dụ như HG, hố gom đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là HG, hố gom đấy. Và data type là cái gì? Đó chính là cái hai bơm và float. Các bạn copy cái này, hai bơm và float. Đúng chưa? Thì các bạn thấy là nó tự động ra các cái tag này, HG này, set enable này. Đấy. Hố gom đấy. Và mình comment cho nó là hố gom. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ new cái tag là DH là điều hòa. DH thì nó cũng có là hai bơm và phao đúng không? Thì bể điều hòa. Ok chưa nhỉ? Nó tự động ra, các bạn thấy chưa? Và tương tự như cái này. PAC đúng không? Cái này cũng PAC các bạn này. PAC. Cái này là PAC. PAC thì nó thuộc cái group gì? Nó thuộc là hai bơm thôi. Thì chúng ta ở đây là hai bơm thôi. Chứ không phải là hai bơm và phao nữa. Đây là PAC. Hóa chất PAC đấy. Tiếp theo là polymer. Polymer thì mình đặt là PO đi nhé. Cũng là hai bơm mà. Cũng là thuộc cái thuộc tính của hai cái bơm. Sau đó là gì? NaOH, H2SO4 và máy khuấy chìm bể yếu khí đúng không? Thì chúng ta sẽ là NaOH. Cũng hai pump, H2SO4 cũng vậy. Và hiếu khí HK đúng không? Bể hiếu khí ấy. Đây gọi là bể hiếu khí. Đây là NaOH. Đây là H2SO4. Tiếp theo chính là cái group một bơm. Thì một bơm chỉ có là gạt bùn thôi. Đấy, một bơm thì gạt bùn thì nó chạy theo chế độ gì? Gạt bùn. Chúng ta đặt như vậy luôn. Một bơm chạy nghị. Phải không nhỉ? Gạt bùn là một bơm. Một bơm. Thì cái này là một pump. Còn hai bơm chạy nghị chính là cái bơm bùn. Bơm bùn là của cái bể nào nhỉ? Bể lắng đúng không? Chúng ta sẽ BL. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là BL. Bể lắng thì là hai bơm chạy nghị. Tại vì BL là cái bơm bùn này. Nhìn chưa? BL, BB thì đúng hơn. À không cần đâu, không cần BB đâu. Tại vì chỉ có một cái, hai cái bơm chạy nghỉ này thôi. Đây là bơm bùn bể lắng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ khác thì sẽ có máy ép bùn và khuấy bể điều hòa. Thì chúng ta sẽ như thế này, khuấy. Đây là Other là khác nhé. Tức là lấy cái data của Other này. Đấy, nó sẽ tự động lấy tag, các bạn thấy chưa? Như vậy là nó sẽ nhanh hơn. Máy ép bùn, à máy nén bùn đi, MNB đi. Ok chưa? Khuấy bể điều hòa. Và cái này là gì? Máy nén bùn. Và cuối cùng là gì? Một bơm chạy theo phao thì cái này là BB đúng không? Bể chứa bùn BB P1. Chúng ta đặt tên cho nó dễ hiểu, BB. BB là bể bùn đấy. Cái này là một bơm and flush, một bơm vào phao. Đây là bơm hồi lưu bể chứa bùn. Ok chưa nhỉ? Thì chúng ta đã tạo ra được các cái bể với các cái bơm với các cái tag như thế này. Các bạn thấy chưa? Mỗi cái bể ví dụ như HG thì nó sẽ có là set P1 auto, P1 menu, P2 auto, P2 menu. Thì nó sẽ tự động lấy cái tag cho nó, tại vì chúng ta đã tạo thuộc tính tag ở đây rồi. Thì như vậy chúng ta đã tạo xong cái khối data. Khối data thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lập trình thôi. Lập trình các cái khối và giải thích cách lập trình của các khối như thế nào. Ở đây chính là cái chương trình PLC S7-1200. Và các cái chương trình thì chúng ta sẽ có các cái chương trình như là chương trình con và các cái khối dữ liệu database và các cái khối hàm chức năng. Cái này là chúng ta sẽ tự thêm nó vào. Và cách thêm như thế nào thì cũng đơn giản. Ví dụ như chúng ta thêm hàm FC thì chúng ta chỉ cần add new block. Rồi chọn cái FC này, FB, FC nói chung là database này. Cái này có hết, chúng ta chỉ cần add new rồi thêm nó thôi. Và các cái hàm chương trình con này nó có chức năng như thế nào? Thứ nhất chúng ta nói về một cái hàm gọi là FB. Chương trình con FB tức là nó bao gồm một cái DB và một cái khối hàm chức năng. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái chương trình con sử dụng chung. Mục đích của khối chương trình con sử dụng chung này là đỡ để lập trình nhiều. Ví dụ như ở network, ở cái chương trình chính chúng ta sẽ gọi một cái chương trình con ở đây là FB2 pump and phao, chính là cái này. Vậy thì cái nào thì dùng hai bơm và phao thì chúng ta sẽ có bể gom, bể thu gom và bể điều hòa sử dụng hai cái này. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái khối FB này để mà dùng cho hai cái bể. Tại vì nó có chức năng như nhau, toàn bộ chức năng là giống nhau hoàn toàn. Cho nên là chúng ta sẽ có cái gọi là cái khối dùng chung đấy. Mục đích là để giảm cái dung lượng của chương trình và giảm thời gian lập trình. Thì ở đây mình sẽ nói. Ở đây mình nói qua một chút về các cái khối dữ liệu database này. Database thì chúng ta có 1, 2, 3, 4. 4 cái quan trọng là như thế này. Thứ nhất là khối data. Data thì gồm các cái tag, mục đích là để kết nối với PLC thì cái video trước mình đã nói rồi. Còn ngoài ra thì còn có là khối chức năng là field signal, tức là các cái input, mục đích là đưa các cái input vào. Khối pulse tức là khối sung. Khối này khối sung là dùng để phụ trợ thôi. Nói chung là khi nào cần tạo sung thì lấy một cái P nào đó đấy. Và khối remain time tức là cái khối mục đích của cái khối này để mà tạo cái thời gian chuyển tiếp, tạo cái thời gian chuyển tiếp giữa hai cái bơm. Ví dụ như cái bơm A và bơm B đang vận hành ấy, ví dụ như bơm này đang chạy thì nó sẽ đếm ngược thời gian để mà chuyển sang cái bơm 2. Đấy, chính là cái khối mà remain time ấy, tức là thời gian đếm ngược. Các bạn thấy đây, mỗi cái hố, ví dụ hố gom thì có là phút và giây. Đấy, bơm 1, bơm 2. Ok, đây là cái khối, mục đích của cái này là phải dùng cái này để đưa qua WinCC các bạn nhé. Cái này như là cái tag để đưa qua WinCC luôn. Cho nên chúng ta quan tâm hai cái khối DB, thứ nhất là data này, thứ hai là remain time. Tại vì hai cái khối này là chúng ta đưa qua cái WinCC. Thì địa chỉ của nó là như thế nào mình đã thống kê vào một cái file Excel. Thì các bạn ở đây ví dụ như khối data đi nhé. Data thì cái bể thu gom ấy, hố gom ấy, thì i0.0 data B db1.db0.0 là set enable. Thì mình đã thống kê tag như thế này. Đấy, tag rất chi là nhiều. Set enable đấy, db1 d0.0 tức là hố gom set enable. Thì qua đây chúng ta có thể là hố gom set enable. Đấy, và cái địa chỉ là db1 dbd dbx0.0 thì chúng ta có ở đây. Đấy, mình đã thống kê một cái file Excel đầy đủ các cái tag để mà đưa qua WinGC. Các bạn thấy rất chi là nhiều tag, tại vì mỗi cái bể thì nó có hai cái bơm mà các cái thông số đếm ngược thời gian, rồi là trạng thái hiển thị, rồi là cài đặt. Nói chung là mỗi cái bể thì có nhiều tag. Và tương tự như khối remain time cũng vậy, remain time tức là đếm ngược thời gian đấy. Thì nó cũng ví dụ như DB4, DBW0 chúng ta qua đây xem sao. DB4 đây đúng không? Và DBW0 đấy. DBW0 là gì? Là remain minutes tức là cái phút đếm ngược cho cái bơm 1 của cái bể hố gom. Đấy, cái phút đếm ngược cho cái bơm 1 của cái bể hố gom là đây, DB4, DBW0. Tương tự như vậy thì mình đã thống kê ra được nhiều như thế này. Mục đích là copy từ cái DB của cái PLC thôi. Cái này tương đối là đơn giản. Rồi, chúng ta sử dụng, chúng ta phân tích một tí về cái khối dùng chung. Ví dụ như khối hai bơm đi nhá. Mình lấy ví dụ cho một cái khối hai bơm. Thì hai bơm thì chúng ta sẽ tạo input cho nó. Input nó có đầu vào rất chi là nhiều. Các bạn thấy là input set enable này, rồi P1 lối này, P2 lối, P1 chạy, P2 chạy, rồi cài đặt thời gian luân phiên, reset thời gian, đếm thời gian đấy. Bơm 1 cài đặt, bơm 1 auto, bơm 1 menu, bơm 1 run, bơm 1 stop, và bơm 2 auto menu, bơm 2 run stop. Thì chúng ta qua đây ví dụ như cái này đi. Cái này thì các bạn cũng thấy là nó, tại vì input cho nên là nó xuất hiện ở bên ngoài này, chúng ta đưa cái tag vào thôi. Đấy, chức năng dùng chung là tương đối là hay đúng không? Thì ngoài ra thì còn có là output. Output thì cũng tương tự. Đấy, P1 CMD, CMD P1 run, P2 run. Thì các bạn thấy đây là CMD P1 run, P2 run. Ok chưa nhỉ? Thì tương tự như vậy, chúng ta muốn có bao nhiêu đầu vào, có bao nhiêu đầu ra thì chúng ta cứ thêm vào đây thôi. Cũng không phức tạp lắm cho cái tag dùng chung này. Và các bạn thấy ở đây là set enable, nếu mà set enable lên 1 tức là điều kiện vận hành thì cho cái bit miền nhớ tạm memory. Ok, cái bit miền nhớ tạm này mình đặt ở đâu? Đây, các bạn thấy ở đây. Mình thêm vào ở đây thôi, temp tức là tạm này. Rồi, tính tổng thời gian luân phiên. Thì tính tổng thời gian luân phiên thì chúng ta là cài đặt thời gian luân phiên nhân 2 là thành total time thôi đúng không? Cộng này, thời gian luân phiên cộng thời gian luân phiên thì bằng thời gian tổng. Lặp lại thời gian luân phiên, lặp lại thời gian luân phiên. Ví dụ như nếu mà các cái bơm mà ở chế độ menu thì chúng ta không đếm nữa, tại vì cái này là thường đóng mà. Và chúng ta thấy ở đây có một cái xung 1 giây, tức là 1 giây nó đếm 1 lần đấy các bạn. 1 giây đếm 1 lần thì mình tạo cái xung này ở đâu? Thì ở cái network đầu tiên của chương trình chính thì chúng ta có cái xung 1 giây đây. Xung 1 giây, và cái xung này sử dụng cái xung mặc đỉnh của PLC, tức là clock 1 Hz. Xung mặc đỉnh của PLC thì chúng ta lấy ở đâu? và một cái P-trick tức là một cái sung. Đấy, mình lấy P1 này. Các bạn thấy chưa? Cái sung này thì tức là mỗi dây nó tác động một lần. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Mỗi dây nó tác động một lần. Và cái này lấy ở đâu ra? Thì chúng ta vào phần cứng, chúng ta property, chúng ta ở cái mục system and clock memory thì chúng ta tích vào cái này và tích vào cái này thì nó sẽ ra này, nó sẽ ra cái khối hệ thống, cái chức năng hệ thống. Chúng ta lấy clock 1Hz tức là cái này, mực 0.5 đúng không? Thì ở đây cũng là clock 1Hz là mực 0.5. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem cái này, tức là ví dụ như cái bơm 1 chạy hoặc bơm 2 chạy không ở chế độ menu ấy, thì nó sẽ đếm thời gian lên 1 này. Tức là mỗi giây thì nó tăng cái đơn vị một lần. Mỗi giây nó tăng một lần và nếu đến 60 giây thì nó reset cái thời gian này. Đồng thời cộng nó sẽ reset thời gian này và cộng cái phút lên 1. Tức là 60 giây thì phút nó tăng 1 phút đúng không? Nếu mà thời gian mà lớn hơn tổng thời gian thì nó lại đếm lại cái phút, các bạn thấy chưa? Tức là tổng thời gian luân phiên đấy. Luân phiên bơm 1 thì đơn giản mà. Ví dụ như điều kiện vận hành mà ok và thời gian của cái thực tế của cái bơm mà nhỏ hơn cái thời gian luân phiên đấy thì nó sẽ cho bơm 1 chạy. Đồng thời tất nhiên là không phải ở chế độ menu. Nếu mà ở chế độ menu thì chúng ta sẽ điều khiển bằng menu run, menu stop này. Luân phiên bơm 2 thì cũng tương tự như vậy. Và thời gian, đếm thời gian chạy bơm 1 đấy. Tức là nếu mà bơm 1 đang chạy này, các bạn thấy cho CMDP1 run này, thì nó sẽ lấy ký thời gian thực tế, status thời gian, total thời gian đưa vào cái của cái bơm 1. Và đây là giây này, còn đây là phút, các bạn thấy chưa? Và nếu mà cái bơm 1 không chạy thì nó cho phút, cho giây bằng 0 và cho phút bằng 0 luôn. Tương tự cho bơm 2, các bạn thấy chưa? Nếu bơm 2 mà đang chạy thì nó sẽ lấy cái thời gian đếm này này, lấy cái thời gian đếm này, nó đưa vào cái bơm 2. Và tương tự ngược lại, nếu bơm 2 không chạy thì nó sẽ cho cái phút và giây nó về 0. Thì trạng thái bơm nó sẽ có 3 trạng thái. Ví dụ như nếu mà lối đấy, bơm 1 mà không chạy và không lối, tức là bơm 1 bình thường thì nó sẽ cái bit đầu ra, cái word đầu ra này là nó phải bằng 0. Ví dụ như bơm 1 chạy mà không bị lỗi thì trạng thái của nó sẽ là bằng 1. Và nếu mà bơm 1 lối thì trạng thái của nó là bằng giá trị 2. Chúng ta lưu ý mấy cái này, mấy cái giá trị 012 này để mà qua WinCC để mà lập trình gán tác cho nó đúng. Tương tự như cái bơm 2 này thôi, cũng tương tự như vậy. Trạng thái điều khiển, trạng thái điều khiển là các bạn nhớ tức là điều khiển ở HMI hay điều khiển ở hiện trường các bạn nhé. Ví dụ như cái đầu vào P1 mà run thì chứng tỏ là nó đang điều khiển ở HMI. Còn P1 mà run mà off thì nó sẽ điều khiển ở hiện trường. Tương tự cho cái bơm 2. Thì chương trình này thì nó đơn giản lắm, nó mục đích là để đếm thời gian luân phiên thôi mà. Cũng tương tự như cho 2 bơm 1 phao và 2 bơm chạy nghị, rồi 1 bơm và 2 bơm, nó tương tự nhau vậy. Vậy thì để làm sao mà sử dụng chung được các cái thiết bị này thì chúng ta ra khối chương trình chính. Ví dụ như hố gom thì nó dùng chung cho cái hàm chức năng là FB 2 bơm và phao. Tức là có 2 bơm và có một cái phao thì chúng ta kéo cái này qua này, kéo qua này. Đấy, nó sẽ yêu cầu tạo ra một cái DB. Để mà lưu thì chúng ta nhấn OK thôi. Nhấn OK. Đây nó sẽ tự tạo ra một cái DB 14 này các bạn này. DB 15 chứ nhỉ. DB 15 đây các bạn thấy chưa? FB2P1 vào DB15 các bạn thấy chưa? Nó tự tạo và các bạn cứ gắn tác vào tôi set enable. Khi nào thì enable? Khi cái nút nhấn start lên 1 thì cho phép cái này chạy. Khi mà cái bơm 1 bị lỗi, lấy cái dữ liệu về mà thấy bơm 1 lỗi thì chúng ta đưa vào đây. Bơm hai lối thì chúng ta đưa vào đây, bơm một răn thì đưa vào đây, bơm hai răn thì đưa vào đây. À, đơn giản đúng không? Và mình xóa tại vì mình đã tạo rồi. Mình cũng xóa cái DB này luôn, DB15 này luôn. Đấy. Thì tương tự cho cái ví dụ như bơm hố gom thì hai bơm một phao thì chúng ta sử dụng cái khối FB, hai bơm và phao. Còn bơm điều hòa cũng vậy, chúng ta sử dụng hai bơm và phao. Đấy, hai cái này là dùng chung một cái khối FB các bạn nhé, dùng chung cái khối FB, hai bơm và phao này. Chúng ta chỉ cần gắn tác cho nó là nó tự động chạy vào chạy ra vậy thôi. Tương tự như bơm định lượng, khi nào thì cho bơm định lượng chạy? Khi có bơm một trong hai bơm điều hòa chạy thì bơm định lượng mới được chạy. Đồng thời là sử dụng cái khối chức năng là FB2 bơm, tức là khối chức năng này. Đấy, tại vì định lượng PAC nó chỉ có hai bơm, nó luân phiên thôi mà. Hai bơm luân phiên thì định lượng PO cũng vậy, cũng là hai bơm luân phiên và phụ thuộc vào cái trạng thái của bơm điều hòa. Nếu bơm điều hòa chạy thì định lượng nó chạy thôi. Và định lượng NaOH cũng hai bơm, cũng tương tự như vậy. H2SO4 thì cũng vậy, H2SO4 thì cũng là luân phiên hai bơm. Khuấy thì lại khác, khuấy thì cái khuấy này nó chạy theo bơm điều hòa. Ví dụ như bơm một trong hai bơm điều hòa chạy thì cái khuấy nó chạy nếu mà ở chế độ tự động, còn nếu ở chế độ bằng tay thì nó bật thì nó chạy, tắt thì nó dừng thôi. Còn nếu mà bị lỗi, nếu khuấy không chạy và không lối thì nó đưa trạng thái không vào cái trạng thái này. Nếu khuấy đang chạy thì trạng thái 1, nếu khuấy bị lối thì trạng thái 2. Và nếu khuấy đang chạy thì nếu khuấy cái bit khuấy này đầu vào mà bằng 1 thì nó cho cái control, tức là điều khiển từ HMI lên 1. Còn nếu mà cái này bằng 0 thì nó cho điều khiển HMI lên 0. Cái khuấy này tương đối là đơn giản, nó chạy theo cái bệ điều hòa. Máy khuấy chìm ở đây, máy khuấy chìm là hai cái máy này. Hai cái máy này thì nó chạy theo là cũng là hai bơm luân phiên. Chúng ta sử dụng cái khối hàm chức năng là hai bơm. Chúng ta chỉ cần đưa cái tác vào là được. Đấy, các bạn thấy tiện lợi chưa? Nó dùng chung cho nên là tiện lợi. Thứ nhất là giảm dung lượng, thứ hai là giảm cái khối lượng công việc của cái người lập trình. Máy thổi khí cũng là hai bơm các bạn nhé. Máy thổi khí cũng là hai bơm. Thì chúng ta cũng sử dụng cái khối hai bơm này thôi. Còn gạt bùn bể lắng thì nó chỉ có là một cái gạt bùn thôi. Cho nên là chúng ta sử dụng một cái bơm, cái khối chức năng là một bơm, một cái gạt bùn thôi. Còn bơm bùn bể lắng thì hai bơm chạy nghị, tức là ví dụ như cài đặt là chạy 5 phút, dừng 15 phút thì bơm 1 chạy 5 phút, dừng 15 phút, sau đó bơm 2 chạy 5 phút, dừng 15 phút, cứ liên tục và luân phiên như vậy. Và chúng ta có một khối hàm chức năng riêng cho cái hai bơm chạy nghị là FB4 ở đây, sử dụng cho bơm bùn bể lắng các bạn nhé. Còn bơm bùn hồi lưu thì nó chạy theo phao. Ví dụ như ở chế độ tự động này thì theo tín hiệu phao mà tác động thì nó chạy thôi. Còn ở chế độ bằng tay thì chúng ta nhấn chạy thì nó chạy, mà nhấn dừng thì nó dừng. Đây là trạng thái, ví dụ như không chạy không lối thì trạng thái 0, chạy mà đang chạy mà không lối thì trạng thái 1 và lối thì trạng thái 2. Ngoài ra thì còn có là trạng thái điều khiển từ HMI hay từ tụ, ví dụ bằng 1 là từ HMI, còn bằng 0 thì là từ tụ hiện trường. Máy nén bùn thì nó cũng chạy bằng tay, tức là bật thì nó chạy mà tắt thì nó dừng. Đấy, cái này tương đối là đơn giản. Thì đây chúng ta đã kéo ra một loạt các cái khối hàm chức năng dùng chung rồi. Cho nên là công việc của chúng ta chỉ cần là add tag vào cho nó thôi. Tại vì một số thiết bị là nó có chức năng giống như nhau, đúng không? Và đây chính là cái khối chương trình của PLC, nó tương đối là ok. Và các bạn nhớ này, ví dụ như kéo khối này nó là, nếu nó là FB ấy, thì nó sẽ đi đôi với một cái DB. Và cái khối DB này là DB dùng tạm để lưu dữ liệu thôi, cho nên là nó không có tác dụng gì trong cái việc lập trình cả. Chúng ta chỉ cần kéo ra và nó tự động load các cái thông số. Đây chính là DBFB, tức là DB dùng cho FB, cái này không quan trọng. Chúng ta kéo cái khối FB ra thì nó yêu cầu một cái khối DB để mà lưu dữ liệu. Còn FC thì không cần, FC là khối hàm chức năng có, nó không cần lưu dữ liệu mà nó bị mất dữ liệu tạm thời, Cho nên là chúng ta không cần khối DB kết hợp với khối FC mà chúng ta chỉ cần khối DB kết hợp với khối FB thôi. Cho nên là FB nó thông minh và nó có chức năng hơn khối FC các bạn nhé. Các cái tag thì mình đã nói ở trước rồi. Cái chương trình là như vậy, tương đối là nhiều dữ liệu, nhưng mà một số chức năng của các cái thiết bị ở các cái bệ khác nhau thì nó giống nhau. Và các bạn quy chuẩn một tí về cái cách đặt tag, mục đích là để đưa sang WinCC thì nó cũng dễ thao tác hơn, dễ lập trình hơn. Cái đặt tag tức là cái bệ đầu tiên này và cái thiết bị P1, P2 này như thế này. Rồi, ok. Thì đây chính là cái chương trình PLC. Chúng ta sẽ hiểu, nếu các bạn không hiểu đoạn nào thì cũng có thể là hỏi mình. Và ở đây các bạn thấy là có một cái nút simulation. Nếu mà chúng ta bật simulation thì chúng ta sẽ tách cái tín hiệu hiện trường ra, tức là FC Field Signal. FC Field Signal thì nó đơn giản mà nó đưa Y vào DB thôi. Các bạn thấy chưa? Ví dụ như DB Field Signal tức là cái DB2, Y Start thì bằng Y Start. Đấy. DB2, DBX 0.0 thì bằng Y 0.0. Mục đích là mover cái input vật lý vào cái khối DB để mà đưa qua WinCC thôi. Bởi vì WinCC nó không nhận biến yếu vật lý cho nên chúng ta phải sử dụng cái hàm chức năng này. Và hàm chức năng này thì sử dụng cái STL để mà làm gì? Để mà thao tác cho nó nhanh thôi, để mà lập trình cho nó nhanh. Chỉ cần copy cái này rồi copy các cái bit rồi các cái tag khác nhau là được. Ok cho nha. Còn có là một cái khối remain time. Remain time này thì nó sử dụng cái khối FC3 các bạn thấy đây. FC3 thì nó đếm ngược thời gian thôi. Ví dụ như bơm 1 mà đang chạy thì nó sẽ trừ cái đếm ngược mà, đếm ngược cho nên là nó trừ, các bạn thấy sắp là trừ này. Trừ cái set thời gian chạy, trừ đi 1. Nó cứ set vậy. Nó cứ trừ đi 1. Và nó cũng trừ cái giá trị thực tế, tính ra là đây là giây này, các bạn sẽ cần này, thấy chưa? Và đây cũng sẽ cần cho cái P1 luôn. Mục đích là để hiển thị cái thời gian đếm ngược thôi các bạn. Qua WinCC thì các bạn sẽ hiểu được. Và đây là remain time thì chúng ta kéo cái khối FC3 để mà sử dụng thôi. Ví dụ như cái cặp bơm nào mà sử dụng 2 bơm thì chúng ta cho nó lên 1. Đấy. Và điền các cái thông số bơm 1 auto, bơm 2 auto, bơm 1 remote, bơm 2 remote, bơm 1 running, bơm 2 running vào thôi. Cái đặt thời gian luân phiên, rồi thời gian chạy nghỉ cái này bằng 0, đúng rồi. Thực tế thời gian, rồi thực tế đây là phút, đây là giây, bơm 1, bơm 2. Đấy các bạn thấy chưa? Và chúng ta chỉ cần lấy 3 cái đầu ra để mà hiển thị lên WinCC. Thứ nhất là cái bơm 1 đếm ngược thời gian theo phút, bơm 1 đếm ngược thời gian theo giây, và khi nào thì hiển thị bơm 1. Đấy. Đấy. Đây là remain time bơm 1 hiển thị display. Khi mà cái phao tác động và khi có đầu ra này lên 1 thì nó sẽ cho hiển thị cái bơm 1 lên. Hiển thị cái thời gian đếm ngược đấy các bạn. Khi nó chạy thì nó mới đếm ngược, đúng không? Nó không chạy thì chúng ta không cho nó đếm ngược, nó cho nó ẩn đi. Rồi, tương tự cho các cái thiết bị khác, chúng ta cũng lấy khối hàm FC ra thôi. Nó tương đối là đơn giản, khi mà các bạn viết được một khối chương trình chung rồi thì nó không khó khăn để mà sử dụng, chúng ta chỉ cần kéo ra và thêm các cái tag tương ứng thôi. Tại vì một số thiết bị là có chức năng giống nhau, tương tự nhau. Chức năng tương tự nhau thì chúng ta dùng cái khối chung để mà giảm dung lượng và giảm cái công việc lập trình, cái khối lượng công việc. Tại vì nếu cái này mà viết cho từng cái rồi từng cái mà không dùng cái FC chung này á, thì rất chi là nhiều chương trình, rất chi là nhiều. Chúng ta đôi khi lại bị nhầm lẫn hoặc là bị chương trình quá tải, quá cái bộ nhớ của PLC. Thì đây chính là cái chương trình lập trình PLC mà chúng ta đã làm cho cái hệ thống xử lý nước thải này. Và gán tác như thế nào thì chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái tag cho WinCC, và cái tag thì chúng ta đã thống kê ở đây được rồi, các bạn thấy chưa? Đấy. thì chúng ta chỉ cần copy qua thôi. Và trước khi mà thêm tag thì chúng ta vào mục tag management ở bên WinCC này. Sau đó chúng ta kích chuột phải vào đây, chọn Add New Device và chọn Simatic 1200, 1500 ở đây. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái New Connection, đặt tên cho nó là xử lý nước thải. Ở cái mục này thì chúng ta chọn chuột phải này, chọn Connect Parameter này và đặt IP của PLC cho nó. Ở đây IP mặc định của PLC là 192.168.0.1 đúng không? Và chúng ta chọn Access Point là S7 Online. Sau đó chọn là Product Family là 1200. Rồi chúng ta đã tạo xong được một cái tag kết nối rồi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta thêm tag cho nó thôi bằng cách là copy qua đây này. Chúng ta thay ở đây là tên tag này, cho cái bể hố gom này. Chúng ta sẽ tạo group cho nó, ví dụ như là hố gom chẳng hạn. Hố gom đúng không? Thì chúng ta copy cái tag của hố gom này thôi. Và data type thì chúng ta copy cái này. Rồi địa chỉ address thì chúng ta copy cái này. Đấy, thì chúng ta đã tạo xong cái tag cho cái hố gom rồi, các bạn thấy chưa? Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ đi vào tiếp theo là bể điều hòa đúng không? Điều hòa thì chúng ta thêm là điều hòa. Chúng ta cũng copy như vậy, tương tự như vậy cho các cái bể còn lại. Đấy. Dễ đúng không nào? Và địa chỉ thì chúng ta đã cài đặt ở bên PLC rồi. Tương tự cho các cái thiết bị khác nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã tạo xong các cái tag cho các cái thiết bị ở trong cái hệ thống rồi. Ngoài ra thì còn có một cái tag, một cái folder tag nữa, đó chính là cái remain time, tức là cái thời gian đếm ngược đấy, thời gian đếm ngược chuyển tiếp giữa các thiết bị song song. Thì chúng ta cũng copy cái này thôi, chúng ta tạo một cái folder là remain time. Đấy, sau đó chúng ta copy cái này, nó cũng tương tự. Tại vì chúng ta tạo trong Excel cho nên là nó copy qua là tương đối là nhanh và dễ hơn. Các bạn chỉ cần copy đúng cái thứ tự tag và thứ tự địa chỉ là được. Rồi. Chúng ta đã tạo xong cái danh mục tag cho cái hệ thống này, rất chi là nhiều tag đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế cái giao diện WinCC bằng cách là chúng ta chọn vào đây này. Rồi, chúng ta bắt đầu gán cái thiết bị cho thuộc tính. Ví dụ như cảm biến này, phao này, khi nào thì nó tác động. Chúng ta chọn background color, sau đó chọn gì nhỉ? Chọn dynamics, đúng không? Và chúng ta link đến cái tag là gì? Hố gom đúng không? Hố gom đâu nhỉ? Đấy, hố gom vào cái status là file này. Floats, các bạn thấy chưa nhỉ? Floats. Và khi mà nó lên 1 thì nó tác động, tức là nó biến thành màu đỏ. HG floats. Tương tự cho cái này chúng ta xóa đi. Nó chỉ sử dụng một cái cảm biến này thôi, cái mức này thôi. Chúng ta đặt tên cho nó là phao. Cái này cũng vậy. Tương tự cho cái này cũng vậy này các bạn này. Và cái này là màu đỏ khi nó tác động. Đấy, đây là DH. DH là điều hòa đấy. Ngoài ra thì còn có một cái file ở đây nữa. File ở đâu nhỉ? Có một cái phao ở cái bể lắng này nữa các bạn này. Cái bể này này, chúng ta cũng copy cái này xuống. Sau khi mà gắn tác cho cái phao rồi thì chúng ta bây giờ gắn tác cho bơm bằng cách là chúng ta bôi đen tất cả này. Đấy, ok chưa nhỉ? Chúng ta chọn chuột phải này. Rồi, ở mục background color thì chúng ta cũng chọn dynamics, chọn boolean. Do đó màu xanh khi nó chạy, đúng không nào? Màu xanh khi nó chạy, màu đỏ khi nó dừng. À, cái này nó có 3 trạng thái các bạn ạ. Cái bơm này nó có 3 trạng thái cho nên là chúng ta phải sử dụng cái gì nhỉ? Cái C script. Chúng ta phải sử dụng cái C action này. Rồi chúng ta sẽ dán cái đoạn code này vào các bạn này. Chúng ta thay tên tag là khi nó running. Ví dụ như cái này là P101 của cái hố gom khi nó running. Thì chúng ta lấy cái tag nó hố gom này. P1 này. P1 đúng không? Đấy, thì các bạn thấy là nó có trạng thái status. P101 sẽ có cái trạng thái status là như thế này. Và cái status này nó, nếu mà bằng 0 thì nó là bằng 0 thì nó bằng lối này. Bằng 0 là nó đang dừng, stop. Đấy. Nếu mà cái tag này, đấy chúng ta lấy cái tag 1. Nếu mà nó đang dừng stop thì chúng ta sẽ cho nó màu xanh các bạn nhé, cho nó màu xanh. Nếu cái get tag word, cái này là word này. Và nếu get tag word mà bằng 0 thì cho nó hiển thị màu xanh. Còn nếu mà bằng running tức là đang chạy ấy. Set get tag word bằng 1 đúng không? Thì cho nó màu gì nhỉ? Màu đỏ. Cho nó màu đỏ. RGB màu đỏ tức là đây là 255 và đây là 0. 255 0 và khi nó bị lỗi. Khi nó bị lỗi thì gì nhỉ? Bằng 2 đúng không? Thì chúng ta sẽ cho nó bằng màu vàng. Màu vàng thì màu gì thì mình không biết. Màu vàng thì hình như là 255 250 thì vậy. Má màu các bạn tra lại cái má màu một tí. 255 250. Chúng ta sẽ cho khi nó không chạy thì cho nó màu nâu đi các bạn nhé. Tức là khi stop thì cho nó màu nâu đi. Chúng ta xóa cái này đi. Đấy. Nếu mà bằng 0, nếu bằng 1, nếu bằng 2. Và đây các bạn chọn cho mình là Picture Cycle nhé, để cho nó cập nhật nó chậm một tí. Tương tự chúng ta copy cái đoạn code này. Chúng ta check xem có lỗi gì không đã. Không lỗi đúng không? Rồi tương tự copy cái đoạn code này cho cái bơm thứ hai. Cũng là hố gom nhưng mà thay tag là được. P2. Đấy. Và cái này là DH thì chúng ta cũng vậy. Cái này thay cái này bằng DH là điều hòa đấy. Và chọn cái này là Picture Cycle. Chúng ta copy cái này đã. Tương tự cho cái bơm 2 nha các bạn nhé. Rồi các cái bơm hóa chất thì chúng ta cũng như vậy, cũng tạo tác như vậy bằng cách là vào mục Control Property này, chọn Foreign Color này, sau đó là chọn C Action này. Chúng ta cũng sử dụng cái đoạn code vừa rồi. Chúng ta cũng chọn là Picture Cycle. Và cái này là PAC đúng không? PAC thì chúng ta sẽ vào PAC P1 Status. P1 status đâu nhỉ? Đây. Đấy. Như vậy là ok. chúng ta cũng copy cái này cho P2. Thay cái này P1 bằng P2. Và tương tự cho các cái bơm hóa chất khác như là polymer chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta đã gán tác xong cho cái thuộc tính hiển thị của các cái bơm ở trên cái màn hình chính rồi. Và để mà làm cái thời gian hiển thị, tức là thời gian chuyển tiếp giữa hai bơm ấy, thì chúng ta sẽ thêm cái này này, thêm IO fill này. Đấy. Chúng ta sẽ có là tác của cái IO fill, ví dụ như cái bơm điều hòa đấy nhá. Bơm điều hòa. Bơm thu gom đi. Thu gom chúng ta làm thu gom đầu tiên đi. Ok nhá, hố gom này. Rồi mà không phải hố gom mà remain time chứ. HG này các bạn này. HG này. Cái này là phút nhá. TG, HG, TG đấy. HG đây, phút của cái bơm 1, chúng ta chỉ sử dụng cái bơm 1 thôi. Đấy. Và chúng ta sẽ chỉnh như thế nào cho nó đẹp. Chúng ta sẽ làm như thế này, chọn Effects No này. Và Color là Full, là cho nằm dưới đi này, cho nằm bên phải đi nhé. Sau đó là Alignment, cái này là chọn Center đi này. Và Gallery Color thì chúng ta cho nó không màu đi các bạn. Đấy, thì bây giờ nó trở thành không màu rồi. Thì bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, chúng ta sẽ thêm một cái phone nữa. Cái phone này chúng ta cho nó đậm lên này. Và cái này kích thước chữ cũng cho là 14 đi, cho nó lớn một tí. Đây các bạn thấy ở đây là output là gì nhỉ? Remain time của cái HG phút. Còn sẽ có là cái giây nữa. Chúng ta sẽ làm như thế này. Phút thì chúng ta lấy một dấu phẩy đúng không? Giây thì có 2 dấu phẩy. Nó sẽ như thế này. Đấy, bao nhiêu phút và bao nhiêu giây, chúng ta cũng copy cái này luôn cho nó rộng ra một tí như vậy. Và giây thì nó có 2 dấu phẩy đúng không? Đấy, 0 phút bao nhiêu giây. Ở dưới chúng ta cho nó một cái gì nhỉ? Cho nó một 2 chấm đi. Hoặc là không cần 2 chấm nữa các bạn. Như thế này là ok. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái này rồi. Thì cái này mình đặt tên cho nó IO fill là minute này. Cái này là second. Đấy. Chúng ta sẽ group nó lại. Thì chúng ta khi mà group thì nó sẽ có 2 cái thuộc tính, đó là minute thì output là minute, còn second thì chúng ta sẽ có output là second. Input output các bạn kéo xuống, second input output. Cái này chúng ta sẽ sửa thành là second. Đúng không? Nó có tag không nhỉ? Chúng ta tìm xem sao. Đấy, nó có tag này. Đấy các bạn thấy chưa? HG. Thì HG thì hố gom là chúng ta đưa vào đây, nó sẽ như vậy. Và chúng ta khi nào thì cho cái này hiển thị? Chúng ta cho nó hiển thị khi cái tag display ấy, cái tag này này, cái mục này này, nó hiển thị khi nào? Yes true, tức là khi cái bit này lên 1 này các bạn này, có một cái bit display remain display. Đấy, cái bit này display chúng ta copy cái này. Đấy, chính là cái bit này các bạn nhé. Rồi, đối với một cái group này sẽ có 3 cái thuộc tính. Thứ nhất là thuộc tính hiển thị. thuộc tính phút và thuộc tính giây cho các cái bể là giống nhau. Đấy. Điều hòa thì cũng vậy. Đấy, chúng ta thay cái này bằng DH thôi. Thay cái này bằng DH là được. Tương tự cho các cái thiết bị khác như là hai cái bơm này, bơm định lượng PAC, chúng ta thay đây bằng PAC thôi. Qua tác tìm nhé. Cái tác của nó sẽ như thế này. Cái này chúng ta cũng copy như thế này. Rồi chúng ta vừa tạo xong được cái thời gian đếm ngược chuyển bơm của các cái thiết bị ở trong cái hệ thống. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy đây chưa? Tức là các cái số này là nó sẽ chuyển tiếp giữa các thiết bị trong hệ thống, nếu đối với thiết bị nào có hai cái thiết bị nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái picture window. Picture window là gì? Picture window tức là khi mà chúng ta nhấn vào một cái thiết bị nào đó thì nó ra cái một cái window nhỏ để mà điều khiển cho cái thiết bị đó, ta gọi là picture window. Ở đây mình đã phân loại được có bao nhiêu loại picture window. Thì chúng ta đã thấy là có một này, có hai này, hai cái này là giống nhau. 2 này, 3, 4, tức là có 4 cái loại picture window đối với các cái thiết bị ví dụ như hai bơm và hai bơm có phao. Thì dùng chung một cái picture window với tên là PVK2 pump. Thì chúng ta sẽ copy cái này, sau đó vào đây tạo một cái graphics mới với tên là gì? Chúng ta lưu lại với cái tên là PVK2 pump. PVK là picture window đấy các bạn. Sau đó chúng ta sẽ copy cái này. Đấy, chúng ta sẽ làm như thế này cho nó đẹp này. Và đây chúng ta sẽ cho một cái text là trạng thái bơm chẳng hạn. Tương đối là ok đúng không nào? Phone thì chúng ta cho nó nằm ở dưới đi các bạn. Như thế này. Chúng ta chỉnh lại cho nó lớn một tí. Rồi trạng thái thì chúng ta sẽ có là cái bơm 1. P1 thì các cái trạng thái chúng ta vào column và chúng ta xóa cái này đi các bạn này. Xóa cái. Chúng ta chỉ lấy là status P1 status thôi. Chúng ta chỉ cần lấy như vậy là được. Đấy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là P2. Tại vì nó là picture window cho nên là chúng ta chỉ lấy cái đoạn sau thôi. Tại vì nó là dùng chung mà các bạn. Đây là P2. P2 thì chúng ta chỉ cần đổi P1 thành P2 là được. Ok, chúng ta đã xong cái mục trạng thái của thiết bị. Sau đó là chúng ta sẽ vào cái mục là điều khiển. Điều khiển thì là auto menu rồi, auto chạy rồi dừng thôi, các cái nút nhấn thôi. Chúng ta chọn Effects là No đi. Các cái nút nhấn thôi mà. Background Color thì chúng ta sẽ chọn Auto. Chúng ta tìm kiếm ví dụ như một cái hố gom nhé. Auto. Thì chúng ta chỉ cần copy cái này thôi này. P1 Auto. Đấy. Cho nó hiển thị ví dụ như là khi mà auto thì cho nó màu xanh này đi. Thì khi mà nhấn cái nút auto ấy, điều khiển chúng ta chọn cái này là điều khiển P1 này. Điều khiển P1 tức là bơm 1, thiết bị 1 đấy. Thì chúng ta khi mà ở cái mục event chọn mouse, chọn flash left thì chúng ta sẽ chọn là CX. Ở đây chúng ta sẽ chọn Common Auto là 1. Tức là cái bit auto này các bạn này, set chứ. Set auto bằng 1. Đấy. Và menu bằng 0 tức là khi mà đã auto thì cho menu về 0 đúng không? Và tương tự cho cái menu on, menu off. Menu run đấy. Menu run thì chúng ta cũng cho nó về 0 luôn. Cái này cũng vậy. Stop tức là ở chế độ auto thì tất cả các cái bit ở trạng thái menu là chúng ta cho nó off hết. Rồi. Đây chính là cái nút auto. Và cái menu thì ngược lại thôi. Menu đúng không? Menu thì chúng ta lại cho cái menu bằng 1 và bằng auto bằng 0 và menu bằng 1. Thành cái này vứt đi. Và ngoài ra thì còn có là on và off nữa. Menu on, menu off. Run stop ấy. Run, cái này là run này. Cái này là stop. Và các bạn nhớ ở cái nút menu vào cái mục là color đổi cho mình một tí. Ở đây auto thành menu nhé. Và cho nó hiển thị màu vàng đi. Tức là khi nhấn nút menu thì cái nút này nó chuyển sang màu vàng các bạn này. Run stop đúng không? Run thì chúng ta cũng cho cái nút là P1 menu run. Và đổi cái này thành màu xanh đi các bạn. Màu xanh này này. Ok chưa? Còn cái này là P1 menu stop thì chúng ta cho nó thành màu đỏ. Stop mà, đúng không nào? Menu stop này. Và cái event thì chúng ta sẽ cũng như vậy. Cái này xóa đi. Menu run là bằng 1. Đúng không? Và menu stop thì menu run bằng 0 và menu stop bằng 1 tại vì chúng ta đang thao tác trên cái nút stop mà. Rồi đây là điều khiển cái P1. Còn điều khiển cái P2 thì cũng tương tự thôi. Chúng ta thay P1 bằng P2 là được. Chúng ta bỏ qua nhấn cái nút N-Note. Đây chúng ta nhấn cái nút N-Note. Và cái này thay bằng cái 2. Tại vì cái tag này nó không đúng. Bởi vì chúng ta đang dùng cho Picture Window mà. Picture Window là cái tag dùng chung mà. Có thể các bạn chưa hiểu nhưng mà một lát nữa chạy thì các bạn sẽ hiểu. Được rồi, chúng ta đã xong cái tab điều khiển P1 và P2. Ngoài ra thì còn có một cái nút nữa gọi là nút reset. reset vô đến thời gian đấy. Cái này là cho chúng ta đặt tên cho nó là reset. Reset thì đơn giản thôi. Reset nó không có cái thuộc tính màu sắc, mà chúng ta xóa cái thuộc tính màu sắc này đi bằng cách thay bằng một cái nút màu hồng này chẳng hạn, và đổi tên cho nó là thành reset. Reset này thì chúng ta làm như thế này, fresh lab đúng không, thì chúng ta cho nó lên một tag là gì? Tag là reset. Đấy, reset time tag là như thế này. Tương tự cho cái này release lab, tức là khi nó thả cái nút nhấn ra là cho nó về không. Ok, chúng ta đã tạo xong cái nút nhấn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo là thời gian, hiển thị cái thời gian thôi. Cài đặt thì chúng ta sẽ có những cái thông số cài đặt như thế nào. Chúng ta sẽ vào đây set này, set enable thì cái này không dùng. Set thời gian luân phiên đấy, hố gom thì chúng ta chỉ có set thời gian luân phiên thôi. Set thời gian luân phiên thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó, và chúng ta sẽ lấy một cái IO field này. Cái này là dạng số nguyên nhé, và chúng ta chọn là IO nhé. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái set thời gian luân phiên này, chỉnh lại một tí cho nó đẹp. Cái này là số nguyên mà, và dạng phút nhé các bạn nhé, nhớ là phút. Chúng ta sẽ cho nó đơn vị là phút. Chúng ta đang làm cho cái thiết bị là 2 bơm luân phiên các bạn ạ. Phải nhớ điều đó nhé các bạn. Chỉnh lại một tí cho nó đẹp nhé. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là thực tế. Thời gian luân phiên thực tế. Cái này do là thực tế cho nên là chúng ta đổi màu cho nó. Màu ví dụ như màu này đi. Đấy, và cái này ở trạng thái là chỉ output thôi. Không phải là input nữa, mà là chỉ output thôi. P là phút nhé các bạn nhé. Và bên cạnh phút thì chúng ta sẽ có là giây đúng không? Second. Cái này cho M đi các bạn. Các bạn thấy ở đây chưa? Status này, time này, P1 này, time này, P2, time này, total time này. Thì các bạn copy cái này, ví dụ như total minute thì chúng ta copy vào đây và thay cho nó bằng là total minutes. Đây là total second. Cái này cũng vậy, cái này là bơm 1 đúng không? Thì bơm 1 minute thôi. Và cái này là bơm 1 second. Minute là phút, second là giây. Các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Và tiếp tục tương tự cho cái bơm 2. P2. Chúng ta đổi P1 thành P2 là được. Bây giờ chúng ta đã có cái đếm thời gian vận hành của hai cái bơm và tổng cái thời gian bơm. Đồng thời là có cái cài đặt thời gian luân phiên. Đấy. Như thế này. Thì ngoài ra thì còn có trạng thái điều khiển là ở hiện trường hay là ở HMI thì chúng ta sẽ thêm là một cái gì nhỉ, một cái ô ở đây nhé. tức là chữ A hoặc chữ M đây các bạn. Chúng ta sẽ làm như thế này. Và cái nút nhấn này không có tác dụng về cái điều khiển mà nó chỉ để hiển thị thôi. Phone là gì? Phone là M. Manual hoặc là out, không phải M mà L hoặc là R. L là local và R là remote từ HMI. Chúng ta sẽ dùng cái bit này. Đấy, chúng ta sẽ dùng status control này. Ví dụ như bằng 0 thì nó ở L thì chúng ta sẽ cho cái này đi. Nếu mà nó bằng 1 thì tức là điều khiển ở HMI nó sẽ có màu xanh này. Còn nếu mà bằng 2 ấy, mà bằng 0 ấy, thì là nó có màu vàng. Chúng ta đổi màu thành màu vàng nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta đã ok rồi. Ngoài ra thì còn có là màu chữ. Mà không phải màu chữ mà là phone ở đây các bạn. Dynamics. Nếu mà nó bằng 1 thì là nó là remote chữ R. Bên này là bằng 1 này các bạn. Tương tự cho cái bơm 2. Chúng ta để một bên này như luôn. Ok, đã xong. Chúng ta sẽ có cái giao diện điều khiển như thế này. Các bạn thấy ở đây là nó hơi bị dài phía bên này thì chúng ta copy cái này qua đi. Đây. Như thế này thì nhìn nó ok hơn đúng không nào? Cái này là reset thời gian thực tế. Mình thêm một chữ nữa là reset time đi. Đấy, như vậy cho các bạn dễ hiểu. Rồi bây giờ một cái thiết bị, một cái bể thì nó sẽ có trạng thái như thế này. Vậy thì qua bên kia thì làm sao để mà gán cho nó? Thì ở cái màn hình chính ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái gì nhỉ? Một cái picture window các bạn. Tìm ở đây sẽ thấy này, picture window đây. Thì chúng ta sẽ kéo ra như thế này. Đấy. Và đặt cái tên picture window đó, ví dụ như cái tên là HG đi. Đấy, cái tên cho cái picture window này mình đặt là pvk HG nhé. Đấy, pvk là picture window, HG là ổ gom. Thì đây chính là một cái picture window, khi ta nhấn một cái động cơ nào đó thì nó nhảy ra cái này, nó nhảy ra cái màn hình nhỏ như thế này. Rồi làm sao để mà gọi cái picture window này thì chúng ta sử dụng cái đoạn code này. Tức là khi nhấn một cái động cơ nào đó, một cái động cơ này chẳng hạn, một cái động cơ bơm ấy, thì chúng ta chọn mouse, chọn fret left và chọn selection. Thì cái tên title tức là cái tên này này thì là chúng ta sẽ lấy là cái tên này các bạn này, HG này. Đấy, HG nhá. Rồi, cái tên picture window là cái tên này này, pvk2p.pdl, tức là link đến picture window, cái tên của picture window tức là cái này chúng ta đã tạo vừa rồi đấy. Và cái chiều rộng của picture window như thế nào thì hiện tại chúng ta chưa biết được, chúng ta phải mở lên một lần để xem, sau đó chúng ta hiểu chỉnh sau. Và các cái code này là code mặc định này, chúng ta không cần sửa này. Đấy. Và chúng ta thử chạy xem nhé. Mình sửa lại một tí, ở đây là HG đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng phải làm, cũng phải đặt tên cho nó là HG các bạn ạ. Cái này là HG. Đấy. Tên của nó chính là nó. Thì chúng ta thử chạy runtime xem này. Nhấn nó có lên không nhé. Chúng ta nhấn cái này, đấy nó ra cái HG này. Và các bạn thấy là cái kích thước này nó tương đối là chưa bao trọn hết được đúng không? Chưa bao trọn hết được các cái thiết bị như ở đây chúng ta đã tạo. thì chúng ta sẽ thay đổi chiều rộng chiều cao một tí. Ở đây chiều rộng chúng ta ra một tí và chiều cao chúng ta dài một tí, thì chúng ta sẽ vào đây chỉnh lại, vào đây chỉnh lại cái chiều rộng thành rồi nhỉ. Đây, chỉnh lại cái chiều rộng thành là ví dụ như 500 chẳng hạn, và cái chiều cao thì chúng ta 400 chẳng hạn. Chúng ta cứ hiệu chỉnh dần dần cho khi nào nó đạt được thì thôi. Đấy, cái chiều rộng thì bây giờ nó hơi lớn thì chúng ta sẽ chỉnh thành bao nhiêu, 480 chẳng hạn. Và chiều cao thì nó đang hơi thấp thì chúng ta sẽ chỉnh thành 430 đi, và chúng ta sẽ thử lại xem nhé, cũng được nhỉ, nó tương đối là vuông, nó đẹp rồi. Đấy, thì picture window cho cái bệ HG là như thế này, các bạn thấy chưa? Đấy, và tương tự khi nhấn vào cái động cơ 2 thì nó cũng ra như vậy. Hiện tại là chúng ta nhấn là nó chưa ra đúng không? Thì động cơ 2 chúng ta cũng thêm cái đoạn code tương tự như động cơ 1. Chúng ta chỉ cần copy cái động cơ 1 thành động cơ 2 thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là nhấn động cơ 1 thì nó cũng ra, mà nhấn động cơ 2 thì nó cũng ra. Ok chưa nhỉ? Đấy, đây chính là cái picture window. Và tiếp theo, các cái thiết bị nào sử dụng cái picture window là hai pump thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Trong cái file mình thống kê thì có là bể thu gom và điều hòa thì sử dụng hai pump. Thì điều hòa cũng vậy, chúng ta cũng copy thêm cái này và đặt tên cho nó là DH. Đặt tên cho cái picture window này thành DH. Đấy. Và cái bơm chúng ta cũng thêm cái đoạn code vừa rồi, mà chỉ cần thay cái tên của nó thôi. Đây là gì? DH đúng không? Và cái này cũng để vậy, tại vì nó sử dụng chung mà. Tương tự cái này cũng vậy. Các cái bơm định lượng thì các bạn thấy chưa? Các cái bơm định lượng thì cũng sử dụng là máy thổi khí này, PAC polymer này, máy khuấy chìm bể ống khí. Thì các bạn thấy những cái thiết bị này cũng sử dụng cái picture window này. Cho nên là chúng ta cứ copy vậy thôi. Chúng ta cũng copy cái này. Cái này là PAC đi chẳng hạn. Đặt tên cho nó là PAC. Chúng ta làm một lần nhé. PAC gì nhỉ? Cái tên của nó ấy, thì các bạn phải xem cái tag này. PAC thì tên là PAC luôn. Ok. Còn cái này là polymer đấy, thì tên của nó là gì? PO. Cái này là PO nhé. Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Sẽ là bể hiếu khí. Bể hiếu khí thì HK thì chúng ta cũng đặt tên cho nó là HK thôi. HK. Rồi tiếp theo là bể gì nhỉ? Máy thổi khí. Máy thổi khí cũng vậy nhé các bạn. Máy thổi khí thì nó nằm ở đây này, cho nên chúng ta cũng có thể kéo xuống đây cũng được, nhưng mà đặt ở trên này cũng được. Cái này là MTK thì phải. Chúng ta vào xem tag. Chúng ta lấy cái mục đầu, cái vế đầu của cái này, đặt tên cho nó thôi. Cái này là MTK. Và ngoài ra thì còn có là NaOH H2SO4. Thì bể lắng đúng không? NaOH H2SO4 đấy. Ok chưa? Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng đặt tên cho nó là NaOH H2SO4. Rồi, chúng ta đã tạo xong một số cái picture window rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm đoạn code cho nó, ví dụ như kích vào bơm này. Thì bơm thì nó cũng tương tự, chúng ta chỉ cần thay tên thôi. Cái đoạn code này tương tự và thay tên thôi. Event object event on clips đúng không? Selection thay nó bằng PAC. Đấy. Cái này cũng vậy. Chúng ta thử xem nhé. Kích vào đây thì nó sẽ ra, các bạn thấy ở đây là PAC, các bạn thấy chưa? Đấy. Các cái thiết bị khác chúng ta cùng làm như vậy nhé. Rồi chúng ta đã xong rồi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ thử cho các cái thiết bị sử dụng hai cái bơm, cái picture window là hai bơm. Đấy. Các cái thiết bị này thì có trạng thái và thuộc tính như nhau, cho nên là các bạn phải hiểu được tại sao mình lại sử dụng cái picture window, là vì chúng có thuộc tính như nhau, cho nên là chúng ta chỉ cần sử dụng một cái picture window để biết được là để dùng cho nó là thuận tiện và để giảm cái khối lượng công việc của chúng ta và để sửa chữa cho nó dễ đấy. Ngoài ra thì còn có các cái picture window khác như là picture window cho một cái bơm. Đây, một bơm run stop tức là một bơm chạy dừng này, hai bơm chạy dừng này và một bơm. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy thôi. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Ví dụ như một bơm chạy dừng, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Một bơm chạy dừng đúng không? Đây các bạn thấy đây. Một bơm chạy dừng thì có cài đặt thời gian chạy, thời gian nghỉ. Đấy, chúng ta sẽ copy cái này. Save S nhé. Chúng ta save trước, sau đó save S và đặt lấy cái tên này, pvk1 pump run stop. Thì chúng ta sẽ xóa cái một cái thôi, chúng ta chỉ sử dụng một cái thôi đúng không? Một bơm chạy dừng thì có thiết bị nào? Gạt bùn đúng không? Chúng ta sẽ xem cái tác của cái gạt bùn nó như thế nào. Gạt bùn thì gb set auto menu chạy nghỉ rồi status thôi. Chúng ta sẽ thay cái status này bằng cái này, trạng thái đấy, cái này. Thay cái tên tác bằng cái này cho các bạn nhé. Đấy. Sau đó điều khiển bơm thì chúng ta sử dụng một cái thôi, on off run stop thôi. Auto menu, set auto, set menu rồi các thứ. Nó sẽ như thế này các bạn này. Tại vì tên tác là như thế này rồi. Chúng ta copy qua đây để check xem. Đúng không? Đấy. Tương tự cho cái này. Rồi thì ở đây có hai mục cài đặt, các bạn thấy ở đây là cài đặt thời gian chạy, cài đặt thời gian nghỉ. Chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Và cái thời gian thực tế thì running time, start total time thì vẫn vậy. Start total time thì các bạn thấy là vẫn vậy này, vấn đề vậy này. Running time này, chúng ta sẽ copy cái này này. Running time in minute. Stopping này. Chúng ta copy running time minute này, running time second. Cái này thì stopping time minutes. Và cái này là stopping time second. Ngoài ra thì còn có cái nút reset time nữa. Và cái chữ L này chúng ta cũng thay đổi màu sắc một tí này. Status control là được, xóa cái P1 đi. Phone cũng vậy. Ok chưa? Thì ở đây chính là cái picture window của cái thiết bị một bơm chạy và nghỉ. Một bơm chạy và nghỉ trong hệ thống của chúng ta chỉ có một cái thiết bị, đó chính là cái gạt bùn thôi. Các bạn thấy chưa? Chỉ có một cái gạt bùn này. Thì qua cái bên cái màn hình chính thì chúng ta cũng copy một cái picture window và đặt tên cho nó là GB. Cái tên cho nó là tên của tag này, GB này các bạn này. Ok chưa? Sau đó ở cái gạt bùn này, ở cái gạt bùn này chúng ta cũng thêm một cái đoạn code gọi cái chương trình, gọi cái cửa sổ ở đấy ra. Ở đây object event ở mục on click thì chúng ta cũng paste cái đoạn code này và thay cái này bằng GB và thay cái tên picture window thành cái tên này, cái tên pvk1 pump run stop. Chúng ta qua đây copy cho nhanh cái tên này. Đấy. Và tất nhiên là kích thước nó sẽ nhỏ hơn, ví dụ như 300 chẳng hạn và 200 chẳng hạn, 250 chẳng hạn. Chúng ta sẽ check xem nhé. Chúng ta cứ chỉnh dần như vậy thôi, tại vì không chỉnh tự động được mà chúng ta phải chỉnh bằng tay. Đấy, gạt bùn đã có rồi. Các bạn thấy ở đây là chỉ có một bơm cho nên là chạy và nghỉ rồi, tổng thời gian chạy và thời gian dừng. Đấy, và chúng ta chỉ có cái picture window này chỉ có dùng cho cái gạt bùn này thôi, không có cái thiết bị nào nữa. Rồi, các cái hai bơm chạy nghỉ thì cũng tương tự như vậy. Hai bơm chạy nghỉ chúng ta sẽ có như thế này. Chúng ta cũng làm như vậy và sẽ được hai bơm chạy nghỉ thì chỉ có bơm bùn thôi. Tức là hai bơm chạy nghỉ chỉ có hai cái cặp bơm này thôi các bạn này. Và ngoài ra thì một bơm thì còn có là máy ép bùn này, khuấy điều hòa này, bơm chạy theo phao này. Chúng ta sẽ làm cũng tương tự như vậy, sẽ được các cái picture window như thế này.